điều trị giãn mao mạch hiện nay. Giãn mao mạch là hiện tượng mạch máu lộ rõ và nổi trên da với các múi đỏ, xanh, tím, thường đan xen nhau và hay xuất hiện ở vùng mặt, vùng mũi, vùng cằm và vùng chân, vùng ngực. Hiện nay trên thị trường có một số phương pháp điều trị giãn mao mạch như sau. 1. Thoa kem có chứa retinol. Retinol thường được sử dụng trong một số tình trạng giãn mao mạch. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số tác dụng phụ như là đỏ, rát da hoặc là hiện tượng nặng đó là mẩn ngứa. 2. Tiêm sơ. Bản chất tiêm sơ là đưa chất sơ vào lòng mạch bằng kim tiêm. Từ đó sẽ làm sơ cứng mạch máu và tiêu biến dần. Máu sẽ lưu thông qua các đường mạch khác. Phương pháp này phù hợp để điều trị giãn mao mạch. Tuy nhiên, chúng sẽ gây đau trong quá trình điều trị và sẽ có tác dụng phụ như là viêm loét hoặc hoại tử. Ứng dụng laser trong điều trị giãn mao mạch. Phương pháp này là sử dụng bước sóng laser năng lượng nhiệt đi vào sẽ làm đông co mạch máu tức thì. Ngoài ra, với phương pháp này còn kết hợp với các công nghệ khác để giúp cho da khỏe mạnh hơn. Đây là phương pháp được khách hàng tin dùng nhất hiện nay. Vậy, dòng laser nào cho tác dụng điều trị trong giãn mao mạch tốt nhất hiện nay? Cùng chờ đón ở video tiếp theo.